Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 12 năm 2023, từ một nơi rất đặc biệt. Theo Associated Press thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lloyd Austin đi từ bên thủ đô của nước Ukraine là Kiev rồi qua bên các nước châu Âu gặp gỡ các lãnh đạo của khối NATO ở Brussels, rồi ông đã về lại Mỹ. Khi ông về lại Mỹ thì ông tham dự buổi họ gọi là Reagan National Defense Forum, tức là Diễn đàn Quốc phòng Reagan. Diễn đàn Quốc phòng Reagan này được tổ chức ở tại California Simi Valley, tức là thung lũng Simi của Cali ở tại thủ phủ của Texas là Austin. Ông đến ở đây, ông có một bài thuyết trình. Thuyết trình trước các công ty, những công ty liên quan về vấn đề thương mại và đặc biệt là về quốc phòng của Mỹ, như là các công ty chế tạo vũ khí. Nơi đây ông bày tỏ quan điểm của ông về vấn đề Ukraine và về vấn đề chiến sự giữa Israel và Hamas. Về vấn đề Ukraine thì ông nói, khi ông qua bên Ukraine thì ông hứa thêm 100 triệu cho nước Ukraine. Có người hỏi là 100 triệu đó có những cái điều kiện trói buộc nào Ukraine hay không? Thì ông nói đó là 100 triệu đó là 100 triệu thêm của nội các Tổng thống Joseph Biden muốn yểm trợ đặc biệt cho nước Ukraine vì Quốc hội nhất định không chi một xu nào cho Ukraine nữa. Thì có người nói, nhưng mà trên các diễn đàn, nhất là mạng xã hội, nói rằng 100 triệu đó là để mà buộc Ukraine phải trả lại các chiếc xe tăng Abrams cho Mỹ, sợ rằng các chiếc xe tăng này ra chiến trường thì bị Nga đánh và Nga lấy được các chiếc xe tăng đó, như là trường hợp mà Nga đã làm đối với các chiếc xe tăng Leopard 2, tức là hổ báo của nước Đức, thì Nga sẽ đem về xả thay các chiếc xe tăng đó, rồi biết những bí mật của nước Mỹ, có phải vậy hay không? Ông nói không, không có phải như vậy, đó là những dư luận tin đồn thôi. Trong cuộc gặp gỡ giữa ông và Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine thì ông nói rằng sử dụng các chiếc xe tăng đó như Mỹ đã gửi thì hãy sử dụng trong sự cẩn thận, hạn chế, cần thiết lắm thì mới sử dụng, chứ không buộc nước Ukraine phải trả lại các chiếc xe tăng Abrams cho Mỹ vì sợ các tin tức, những gì đó thông tin ở trong các chiếc xe tăng đó Nga chiếm được, Nga có thể tìm được các thông tin thì trong tương lai các chiếc xe tăng này sẽ không có hữu hiệu như Mỹ mong muốn. Thì ông nói rằng là ông chỉ muốn hạn chế thôi. Còn về vấn đề chiến sự ở tại Israel và Hamas thì ông nói là chúng ta không thể nào mà ủng hộ cho những người và những tổ chức độc tài, ông dùng danh từ là tyrants, những kẻ độc tài như thế. Không thể nào để cho họ lớn mạnh. Chúng ta không thể nào mà hỗ trợ cho nước Mỹ trở thành một nước gọi là isolated. Đừng theo chủ nghĩa cô lập hóa chính mình, isolationism thì ông nói là đừng có theo kế hoạch đó. Những suy tư đó là những suy tư làm cho nước Mỹ sẽ không có được giàu mạnh như là nước Mỹ mong muốn. Nước Mỹ phải tham gia và nước Mỹ phải cùng giải quyết với họ thì mới trở thành người lãnh đạo chân chính được. Nước Mỹ cần có sự hiện diện ở tại Ukraine, cần sự giúp đỡ lớn đối với Israel. Đó là theo bản tin Associated Press. Thưa quý khán giả, nhận định này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin riêng về vấn đề Ukraine thì có một số vấn đề trục trặc. Trục trặc thứ nhất đó là những tư duy của ông thì lại đi ngược với những tư duy của Quốc hội Mỹ. Như chúng ta thấy, Quốc hội Mỹ
đã họp và đã không thông qua bất kỳ một ngân sách nào cho nước Ukraine cả. Vậy thì một bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ không làm theo đúng hướng của Quốc hội Mỹ. Thứ hai đó, những gì mà ông nói nó không thể hiện được sức mạnh của quân đội Ukraine, mà nó thể hiện là một sự nhắm mắt yểm trợ cho một cuộc chiến nay đang tàn lụi. Hầu hết các think tank của Mỹ cho rằng Ukraine không thể thắng được Nga. Ukraine phải đàm phán với Nga. Mà đã đàm phán với Nga thì Ukraine coi như phải để cho các phần đất trước kia là của Nga trở lại Nga. Đó là 4 tỉnh biên giới phía đông cũng như là bán đảo Crimea mà Nga đã thu hồi vào năm 2014. Thực tế cho thấy bây giờ Nga đã chiến thắng tại khu vực Avdiivka hoàn toàn. Do rằng Ukraine đổ dồn rất nhiều binh sĩ cũng như là vũ khí vào nơi đây, nhưng mà ở nơi đây Ukraine đang không còn một sự kiểm soát nổi. Rồi ở tại Bakhmut, trong những ngày qua Nga cũng chiến thắng ồ ạt. Những khu ngoại ô của Bakhmut trước đây mà Ukraine chiếm được thì Nga nay lại tái chiếm trở lại rồi. Những gì mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu không phản ảnh được thực tế ở bên Ukraine. Chưa kể giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tham mưu trưởng quân đội của Ukraine là ông Đại tướng Valery Zaluzhny. Quý khán giả đã biết Đại tướng Valery Zaluzhny sinh năm 1973, tới nay là đã 50 tuổi. Ông là đại tướng từ năm 2021. Ông là tổng tham mưu trưởng quân đội của Ukraine từ năm 2021, tức là trước khi có chiến sự xảy ra giữa Ukraine và Nga thì ông đã là tổng tham mưu trưởng rồi. Ông làm tổng tham mưu trưởng đến nay. Ông còn là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của nước Ukraine. Nhưng ông và Tổng thống Volodymyr Zelensky có rất nhiều bất đồng, nhất là về vấn đề quân sự. Mà ông là đại tướng, trong khi đó ông Zelensky không biết gì nhiều về quân sự. Tổng thống Volodymyr Zelensky lại xuất thân là một luật sư, là một danh hài. Một danh hài trên sân khấu chứ không phải là một người quân nhân. Nên những vấn đề về vấn đề quân sự thì rõ ràng Tổng thống Zelensky không thể nào có những cái nhìn thấu đáo như là Đại tướng Valery Zaluzhny. Thì khi mà ông Đại tướng trình bày, Tổng thống Volodymyr Zelensky thì chỉ muốn áp đặt những tư duy của mình mà không có đúng. Nên hai người đã từng có những sự xung đột rất là lớn. Xung đột này nổ ra đến độ mà các báo chí truyền thông của Mỹ, Tây Phương và nhiều nơi đều biết đó là sự xung đột rất lớn giữa vị Tổng tham mưu trưởng quân đội với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Và nước Mỹ, chính Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin rất e ngại về sự rạn nứt này và e ngại cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đi quá giới hạn của mình, không biết nhiều về quân sự thì hãy để cho một tướng quân đội giải quyết vấn đề. Thế để đỡ đòn, quý khán giả lại thấy ông Tổng thống Volodymyr Zelensky mới nói chạy đi, mới nói rằng tôi cấm đoán Đại tướng Valery Zaluzhny đừng có mà xen kẽ vào chính trị. Thật ra đó, ông phải tự nói tôi không biết nhiều về quân đội, về quân sự thì tôi không nên xen kẽ vào vấn đề chiến sự do quân đội đang lãnh đạo. Nhưng ông lại như thế. Thì khi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin phát biểu yểm trợ cho Ukraine tối đa vì e ngại nước Nga thắng được Ukraine, thì Ukraine là con cờ domino ngã thì những con cờ domino khác sẽ ngã theo, và khối NATO sẽ phải vất vả để đối đầu với nước Nga thì Mỹ sẽ mất đi ảnh hưởng. Vì chính tướng Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khi mà bắt đầu cuộc chiến đã nói rằng
là nước Mỹ chỉ muốn làm suy yếu nước Nga mà thôi. Bây giờ, sau gần 2 năm chiến sự, không làm được gì nước Nga, không làm được suy yếu nước Nga. Kinh tế của nước Nga giàu có cấm vận vẫn phục hồi. Như tôi đã làm nhiều chương trình, đó là Nga bán dầu hỏa qua Trung Quốc, qua Ấn Độ rồi gì đó. Thì Nga vẫn có tài nguyên lớn tuôn chảy khắp cả thế giới qua con đường đó. Nga có lời. Và Nga không bán nhiều khí hóa lỏng cho Liên Âu, nhưng mà bán được bao nhiêu thì lời vô cùng. Vì sao? Cái số tiền bán khí hóa lỏng đã lên giá cao gấp 4, gấp 5 lần. Cho nên dầu rằng Nga có bán ít đi nữa vẫn có lợi. Nền kinh tế của Nga, chính các tài liệu của Mỹ CNN đều nghiêng á, thì thấy rằng nền kinh tế của Nga nay đang phục hồi rất là khỏe khoắn. Trong khi đó nước Ukraine được viện trợ tối đa từ Mỹ, từ Liên Âu, nhưng mà nền kinh tế thì rất là yếu ớt, quân đội thì mất tinh thần. Họ không tin tưởng vào Tổng thống Volodymyr Zelensky, tin tưởng vào Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny, thì cái cảnh giữa Tổng thống và giữa ông Tổng tham mưu trưởng quân đội đấu đá với nhau mấy tháng nay ai cũng biết, làm cho chính binh sĩ của Ukraine mất niềm tin. Nên phát biểu của tướng Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ, không phản ánh được thực tế điều thứ ba đó. Thì các doanh nhân, những người mà tới nơi đây tham dự, họ cảm thấy nó làm sao đó. Nó bị stalemate, nó là nhạt nhẽo rồi. Nó nhạt nhẽo rồi. Phải làm sao kết thúc cuộc chiến chứ không phải cứ bơm vào tư duy, ý chí như vậy. Duy ý chí như thế không có thành được. Các doanh nhân của Mỹ cũng như là các chính trị gia mới là thứ thiệt đó. Đó là Quốc hội Mỹ đó. Và các think tank cho rằng không nên yểm trợ cho nước Ukraine nữa, mà nên chấm dứt và có sự đàm phán với Nga. Kẻo không nước Mỹ sẽ bị sa lầy kiệt quệ. Nước Mỹ không thể nào mà cứ tuồn tiền qua bên Ukraine, trong khi đó có nhiều vấn đề của nước Mỹ cần phải giải quyết. Không thể nào mà cứ nói giống như là tướng Lloyd Austin được. Còn chiến sự giữa Israel và Hamas thì rõ ràng giới trẻ của Mỹ khi được thăm dò dư luận thì hầu hết từ bên phía đảng Cộng Hòa qua đảng Dân Chủ, và ngay cả những người độc lập cũng không ủng hộ cho đương kim Tổng thống Joseph Biden ủng hộ cho Israel như thế, vì cho rằng Israel đi quá đà. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã không đạt được lòng dân và làm mất lòng với khối Ả Rập. Người dân Palestine có quyền tranh đấu để trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ. Vì nơi đây, vùng đất này, không gian này cả bao nhiêu ngàn năm là một nước Palestine, người dân Palestine ở nơi đó. Bây giờ, với sự áp bức của chính Israel đã bỏ đi từ năm 72, bây giờ trở lại thì đàn áp chính người dân Palestine, họ chịu không được. Con số thăm dò dư luận cho thấy giới trẻ không chấp nhận các hành động của ông Benjamin Netanyahu của Israel, thì yêu cầu nước Mỹ, Tổng thống Joseph Biden đừng có ủng hộ một cách điên cuồng như thế đối với chiến sự mà Israel đang tấn công vào dải Gaza. Nên phát biểu của tướng Lloyd Austin là phát biểu của một quân nhân chứ không phải là một nhà chính trị lão luyện của nước Mỹ. Nhiều người cho rằng ông không có tầm nhìn chính trị, mà ông chỉ có tầm nhìn về vấn đề chiến thuật của quân sự mà thôi. Thưa quý khán giả, đó là tướng Lloyd Austin đã phát biểu ở tại Austin và có những phản ứng như thế. Đó là thông tin và góc nhìn của tôi xin gửi đến quý khán giả. Bài nói chuyện của tướng Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau khi đi một vòng châu Âu
đã gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky ở tại Kiev và về thì đã có một bài nói chuyện ở tại thủ phủ Texas là thành phố Austin trước một cử tòa của những các doanh nhân, những người chuyên về vũ khí. Và nhận định của ông thì theo tôi đã đánh giá đó là nhận định của một quân nhân mà thôi, chứ không phải là một nhận định của một chính trị gia lão luyện hoặc là một nhà chiến lược của nước Mỹ như là các thành viên trong Quốc hội của Mỹ hoặc là các think tank của Mỹ. Nhận định của ông chỉ có tính cách là một tướng chuyên về quân sự. Đó là nhận định về quân sự có tính cách chiến thuật mà thôi, nên đã có những phản ứng từ những cử tòa không có được đẹp lắm. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.